muốn vả mặt thì cần gì phải dựa vào ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thân phận của mình, không chỉ có Tiêu Thiên là không cần hệ thống, ta cũng như vậy. Một người đàn ông vì làm việc quá sức mà đột tử, khi tỉnh lại đã xuyên không đến thế giới tu tiên, trở thành người thừa kế mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Ông nội anh là một tu sĩ đỉnh cao, bác anh là một đại sư luyện đan, cha là gia chủ của một gia tộc trường sinh bất tử, mẹ là con gái của kiếm tôn. Thậm chí các chú bác khác cũng là những bá chủ ở nhiều vùng đất khác nhau. Gia tộc của anh quyền uy đến mức nếu kể ra hết, có lẽ phải mất cả ngày mới nói xong. Ở kiếp trước, anh sống trong sự cạnh tranh khốc liệt, đến nỗi kiệt sức mà chết không có lấy một kết thúc tốt đẹp. Vì vậy ở kiếp này, anh quyết định từ bỏ mọi áp lực, hoàn toàn nằm dài hưởng thụ, thề rằng sẽ trở thành một tên phú nhị đại tự do và vui vẻ nhất, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Lạc Thiên Phàm, ngươi dựa vào thế lực gia đình mà không chịu cố gắng, ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của giới tu tiên, ta giỏi hơn ngươi nhiều. Câu nói này vang lên khiến Lạc Thiên Phàm ngẩn người. Trường Ngọc Tiên Tử, người tổ chức bữa tiệc vội vàng lên tiếng trách mắng, hỏi người vừa phát ngôn là đệ tử của môn phái nào, mà dám vô lễ với công tử nhà họ Lạc như vậy. Các tiên tử xung quanh vô cùng sợ hãi, bởi nếu chọc giận Lạc công tử, thì ngay cả thế lực đứng sau cô gái này cũng có thể bị tiêu diệt, nhưng không ai ngờ rằng cô gái này lại là một người chơi đòn tâm lý. Cô gái đứng đó trong lòng đã sắp cười phá lên, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô để thu hút sự chú ý của Lạc Thiên Phàm. Cô tin rằng chỉ có kiểu con gái táo bạo như thế này mới có thể khiến Lạc Thiên Phàm để ý. Theo điều tra, Lạc Thiên Phàm vốn là người nhẹ nhàng, hòa nhã, chỉ cần xử lý khéo léo, cô cũng không lo bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô không ngờ rằng tình tiết sáo rỗng này lại khiến Lạc Thiên Phàm nhớ về kiếp trước, đã được tái sinh đến thế giới này tròn 10 năm, giờ thấy cảnh tượng tựa như trong phim thần tượng như thế anh lại có chút hoài niệm. So với cuộc sống làm việc không ngày nghỉ trong kiếp trước, anh giờ đây lại thích cuộc sống bỏ mặc tất cả như thế này hơn. Khi Lạc Thiên Phàm chuẩn bị bỏ qua mọi chuyện với một nụ cười, thì bỗng nhiên một giọng nói từ hệ thống vang lên, phát hiện chủ nhân gặp phải sự chế giễu từ đám đông, kích hoạt hệ thống cạnh tranh tối thượng, khiến anh bất ngờ phun ngụm rượu ra ngoài. Đám fan cuồng xung quanh ninh nọt, không hổ là công tử, ngay cả phun rượu cũng đẹp trai như vậy. Trường Ngọc Tiên Tử lo lắng hỏi, là công tử, có phải rượu có vấn đề gì hay không? Thiên Phàm lau miệng nói mình không sao. Anh nhận ra không ai thấy được cái bản hệ thống, sau khi lấy lại tinh thần, anh cảm thán, chắc đây chính là hệ thống mà mỗi người xuyên không đều có chứ gì, nhưng sao đến muộn thế này nhỉ? Ngay lúc này một cô gái xinh đẹp xuất hiện, đây là hiện thân của hệ thống. Chưa kịp để anh phản ứng thì khí linh đã lập tức nắm lấy đầu anh, khóc lóc rằng nó đã cùng anh xuyên không đến đây. Nhưng suốt 18 năm qua, do Lạc Thiên Phàm chưa từng làm bất cứ việc gì để tham gia vào việc cạnh tranh, nên hệ thống mãi chưa được kích hoạt. Hôm nay, nhờ vào sự chế giễu của đám đông, hệ thống cuối cùng mới có thể khởi động cơ chế tự động. Từ giờ trở đi chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ cạnh tranh, hệ thống sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chủ nhân. Chỉ cần anh hoàn thành các nhiệm vụ cạnh tranh, anh sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ giá trị. Thế nhưng điều mà khí linh không ngờ tới là yêu cầu đầu tiên của Lạc Thiên Phàm lại là lập tức hủy bỏ liên kết với hệ thống, vì anh hoàn toàn không cần trở nên mạnh mẽ, anh chỉ muốn sống thoải mái như một tên phú nhị đại, tận hưởng cuộc sống. Nghe đến đây, khí linh lập tức có chút không bình tĩnh, rồi bắt đầu cãi vã điên cuồng với Lạc Thiên Phàm. Nó hỏi anh không muốn trở thành một người có quyền thế và sức mạnh tuyệt đối, tài phú vô tận, hô mưa gọi gió. Cô gái kia chửi anh là phế vật trước mặt nhiều người như vậy, anh không hề tức giận hay sao? Chỉ cần anh chấp nhận nhiệm vụ thì hệ thống sẽ giúp anh chút giận, nhưng dù cô ta có nói khéo léo thế nào vẫn không thể thay đổi được lối suy nghĩ bỏ mặc tất cả của anh, thậm chí còn bị anh phản giáo dục một trận, vì theo anh thì người xuyên không cần phải luôn cạnh tranh với người khác. Đó là một lý luận quá lạc hậu, đây là sự kích động gây ra sự cô lập giữa người xuyên không và người ở thế giới này. Thấy cô không phản ứng gì nữa, Lạc Thiên Phàm mới mỉm cười đắc ý, đùa cái gì chứ, sống lại một lần làm sao tôi có thể dính vào cái thứ cạnh tranh đó được. Nhưng nụ cười này lại khiến cô gái vừa rồi cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sao anh ta vẫn im lặng thế nhỉ? Không lẽ là mình không kiểm soát tốt lời nói, thực sự chọc giận anh ta rồi sao? Khi tất cả bắt đầu lo sợ Lạc Thiên Phàm sẽ tức giận và trút giận lên mọi người, thì có một giọng nói đầy giận dữ vang lên, rõ ràng là đứng về phía cô gái. Lạc Thiên Phàm đến giờ ngay cả cảnh giới trúc cơ cũng chưa đạt được, ngoài việc dựa vào gia thế, anh còn có bản lĩnh gì nữa không? Thật là làm mất mặt gia tộc họ Lạc. Hóa ra người này là kẻ si mê cô gái kia, nên hắn nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân. Tiên tử yên tâm, từ khi tôi thấy cô không sợ quyền lực, tôi đã ngay lập tức say đắm phong thái của cô, tôi mãi mãi sẽ đứng về phía cô. Người phụ nữ nghe vậy tuy bên ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổ tung. Cô gái không chỉ không cảm kích mà còn cảm thấy ghê tởm, khiến kế hoạch của cô hoàn toàn sụp đổ. Nhìn Lạc Thiên Phàm bị lăng mạ, khí linh của hệ thống nhân cơ hội này nhắc nhở, sao rồi, bị người ta chế giễu rồi chứ gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể ngay lập tức đánh bại đám người kia. Lạc Thiên Phàm nghe xong vẫn không một chút quan tâm, nghĩ thầm, muốn vả mặt thì cần gì phải dựa vào ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thân phận của mình, không chỉ có Tiêu Thiên là không cần hệ thống, ta cũng như vậy. Khi Trường Ngọc Tiên Tử chuẩn bị ra lệnh đuổi khách, thì Lạc Thiên Phàm đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Lúc này Thiên Phàm giả vờ như vừa nhận được một bài học sâu sắc, rồi nói, hai vị, hôm nay những lời nói của hai người đã khiến ta thực sự xúc động. Ta thừa nhận, từ khi sinh ra ta đã có đủ loại tiên đan, linh dược, những bảo vật chân quý để ăn chơi hưởng thụ. Nói cách khác, việc có một gia thế hiển hách đã khiến cả con người ta trở nên vô cảm. Ta ghét sự giàu sang này, nó đã biến ta thành một người chẳng có gì cả. Vì vậy, ta muốn thuê hai người ở bên cạnh ta để cảnh tỉnh ta mọi lúc, các ngươi thấy sao? Thế này đi, ta sẽ trả mỗi người các ngươi 5.000 linh thạch hàng tháng, để các ngươi ở bên cạnh ta nhắc nhở ta. Lời nói này khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, nhưng đó chưa phải là tất cả. Lạc Thiên Phàm lại tiếp tục, nếu cảm thấy quá ít, thì mỗi tháng ta sẽ trả thêm 10.000 linh thạch cho các ngươi. Cho rằng đây là hành động chế nhạo, Giang Xuyên cười lớn. Ngươi không nghĩ rằng tiên tử sẽ vì chút bạc vật mà phục vụ ngươi chứ? Hắn cho rằng một tiên tử như thế không thể nào bị mua chuộc bằng tiền bạc. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô gái kia đã cắt ngang, kiếm tu Liễu Như Yên, nguyện cả đời theo công tử ăn chơi hưởng lạc. Thấy cảnh này, Lạc Thiên Phàm rất đắc ý, thấy chưa khí linh, thỉnh thoảng ta cũng làm chút việc đứng đắn đấy, nhưng có người vui thì cũng có người buồn. Lúc này Giang Xuyên run rẩy toàn thân, một lúc lâu mới lắp bắp nói được, tiên tử, nàng làm sao vậy? Cô gái lập tức nhảy vào lòng Lạc Thiên Phàm nói, đạo huynh xin tự trọng, giờ ta đã là người của Lạc công tử rồi. Trong lòng cô thầm nghĩ, có cần phải nắm bắt người đàn ông này đâu, để anh ta nắm mình không phải cũng như nhau sao? Giang Xuyên nhìn người con gái mà anh ta yêu giờ đây đang tình tứ với người đàn ông khác, cơn giận bùng lên làm hắn mất hết lý trí. Lạc Thiên Phàm, ngươi dám ra đây đấu tay đôi không? Thấy cảnh này, khí linh lại mỉa mai, bây giờ cái phương pháp này của ngươi không hiệu quả nữa rồi. Nào ngờ Lạc Thiên Phàm chẳng những không sợ mà còn khiêu khích lại, thật sao? Con mắt nào ngươi thấy ta sợ? Loại ngầu tầm thường là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng với hạng ngầu đỉnh cao như ta, gặp chuyện thì không cần lo, vì sẽ có người xung quanh tự động đứng ra giải quyết cho ta. Vừa dứt lời thì Trường Ngọc tiên tử nhảy lên trước mặt mọi người, đôi mắt tràn đầy sát khí, ngươi dám bất kính với khách của ta, có phải ngươi nghĩ rằng bổn tiên tử không dám giết người? Lập tức toàn thân nàng phát ra luồng linh lực đáng sợ, mọi người xung quanh sợ hãi nhìn nhau. Trường Ngọc tiên tử mạnh thật, cô ta bình thường chỉ thích tổ chức tiệc tùng, rất ít khi đánh nhau với người khác. Suy chút nữa quên mất, ngoài biệt danh là thần chủ thì cô ta cũng là một cao thủ thần kỳ nhất cảnh. Giang Xuyên thấy vậy liên tục gào lên, một tiên tử đỉnh cao của Dương Thần Thất Tiến Đại Môn lại đi bắt nạt kẻ yếu hơn, ta không phục. Nghe thấy vậy, Lạc Thiên Phàm liền đáp trả, người khác dùng tu vi đè ép ngươi là bắt nạt kẻ yếu, nhưng giờ ta chưa đột phá trúc cơ, ngươi lấy tu vi cao thách đấu với ta thì gọi là gì? Câu nói này khiến mọi người xung quanh lập tức lên tiếng chỉ trích Giang Xuyên, chỉ cho phép bản thân bắt nạt người khác, không cho người khác bắt nạt mình, nói rằng anh ta đã làm mất mặt kiếm tu. Giang Xuyên nào chịu nổi nỗi nhục này, lập tức muốn vượt cấp khiêu chiến Trường Ngọc tiên tử, cho dù chuyện gì xảy ra anh ta cũng không sợ. Nhưng kết quả đã rõ, chỉ một cái phẩy tay anh ta đã bị hất bay xa cả trăm mét. May mắn thay, sư phụ của anh ta đến kịp nên anh mới thoát nạn. Lão già nhìn Trường Ngọc tiên tử nói, không biết đồ đệ của ta đã làm gì khiến ngươi phải ra tay tàn nhẫn như vậy, hay là ngươi coi thường cả Thương Lam kiếm tông của ta? Liễu Như Yên ở bên cạnh nói nhỏ với Thiên Phàm, người này là Hứa Trường Túc, là thái thượng trưởng lão của Thương Lam kiếm tông, là thánh nhân đỉnh phong bát cảnh, luôn bế quang tu luyện, ít khi xuất hiện. Thiên Phàm thở dài trong lòng, đúng như kịch bản, khi đánh tiểu nhân thì người nhà lập tức xuất hiện, có lẽ hệ thống đang rất vui vẻ. Đúng là như vậy, hệ thống đang rất vui mừng và cho rằng nó rất may mắn. Cô cho rằng Trường Ngọc tiên tử cũng không thể giúp đỡ được anh. Lạc Thiên Phàm chậm rãi uống một ngụm rượu, cảm thán, hệ thống này vẫn còn chưa hiểu được ta, cái gì được gọi là ngậm thìa vàng từ nhỏ là gì. Trước lời đe dọa, Trường Ngọc tiên tử vẫn rất bình tĩnh, cô đề nghị Hứa Trường Túc nên hỏi rõ đệ tử mình trước, xem hắn đã làm gì và đã đắc tội ai. Với thái độ đầy bao che, Hứa Trường Túc hừ lạnh, ông ta nói, cho dù hôm nay cha người đến đây, ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho đồ đệ của mình. Thấy Trường Ngọc tiên tử không giải quyết được, Lạc Thiên Phàm liền lên tiếng, đồ đệ của ngươi dựa vào tu vi cao hơn ta, đòi đấu pháp với ta, không biết thánh nhân có thể giúp ta đòi lại công bằng được không? Nghe thế, Hứa Trường Túc kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Giang Xuyên nhanh nhẩu chỉ tay về Thiên Phàm, hắn ta là một tên tiểu nhân dựa vào gia thế để ức hiếp người khác, vì thấy khó chịu nên ta mới muốn dạy dỗ hắn. Liễu Như Yên tức giận hét lên, bảo Giang Xuyên đừng nên xuyên tạc sự thật. Cô nói mình rất ngưỡng mộ tài năng của Lạc Thiên Phàm nên mới tự nguyện trở thành người hầu của anh. Lời này làm cho Thiên Phàm cũng bối rối, anh bảo Liễu Như Yên im lặng, anh cho rằng vì Trường Túc bế quang nhiều năm nên không biết. Thiên Phàm nhìn thẳng vào ánh mắt của Trường Túc, nói, tại hạ họ Lạc. Nghe thấy thế, Hứa Trường Túc vô cùng kinh ngạc, lập tức hỏi lại, Lạc Vô Cực là gì của ngươi? Trong lòng Lạc Thiên Phàm vô cùng đắc ý nhưng trên mặt vẫn giữ nét mặt bình thản, ông ấy à, ông ấy chính là cha của ta. Sắc mặt Hứa Trường Túc lập tức thay đổi, ông ta cười nói, thảo nào lại xuất hiện một nhân vật tài năng xuất chúng như vậy, ai ra, chuyện ồn ào này chẳng khác nào đại hồng thủy dân tràn vào Miếu Long Vương. Ông ta vỗ mạnh vào người Giang Xuyên khiến hắn cúi đầu, đồ phế vật, ngươi còn không mau xin lỗi Lạc công tử, Lạc công tử là nhân vật kiệt xuất, sao có thể làm những việc mà ngươi nói. Hệ thống dường như sụp đổ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Thiên Phàm giả vờ hòa nhã nói, hiểu lầm thôi, sự việc này rất khó tránh khỏi, giải thích rõ và xin lỗi là được rồi. Ông quen biết cha ta sao? Ông ta vẫn giữ chặt đầu của Giang Xuyên, danh tiếng của Lạc gia vang dội khắp nơi, ta chỉ là một kẻ vô danh, làm sao ta có tư cách quen biết? Năm đó ta chỉ may mắn được nhìn thấy Lạc gia chủ từ xa, phong thái siêu phàm thoát tục. Sau khi nói nhiều lời hoa mỹ, ông ta bảo Giang Xuyên nhanh chóng cảm ơn Lạc Thiên Phàm vì đã tha lỗi cho mình. Nhìn thấy sư phụ của mình đứng về phía người ngoài, Giang Xuyên tức giận nghiến răng nghiến lợi, phải mất một lúc lâu mới kiềm chế được cảm xúc. Sau đó anh ta bước nhanh tới trước mặt Lạc Thiên Phàm, "Lạc công tử, cảm tạ ngươi đã khoan hồng độ lượng." Thiên Phàm gật đầu nói, "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, đã làm phiền nhã hứng của mọi người, chúng ta không nên uổng phí thức ăn và rượu ngon, chúng ta tiếp tục dùng tiệc." Ai ngờ ngay giây tiếp theo, Giang Xuyên liền rút kiếm, nhảy cao lên định giết chết Lạc Thiên Phàm, tiễn hắn đi đầu thai lần nữa. Mọi người còn đang bàng hoàng không kịp phản ứng, chỉ có hệ thống là vô cùng vui mừng, cô ta đang chờ đợi Thiên Phàm nhờ mình giúp đỡ, nhưng Thiên Phàm rất bình tĩnh mà mỉm cười. Khi lưỡi kiếm chém xuống, chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên, một màn chắn màu vàng xuất hiện bao quanh Lạc Thiên Phàm. Sau đó hai tiếng rồng gầm vang dội và Giang Xuyên bị đánh bay ra ngoài, cho đến khi va vào một tảng đá lớn mới dừng lại được. Tất cả là nhờ vào chiếc dây chuyền trên cổ Lạc Thiên Phàm, những người am hiểu trong đám đông đều nhận ra thứ này, đó chính là bùa hộ mệnh của Long tộc. Nhìn thấy đối phương thảm hại như vậy, Lạc Thiên Phàm không khỏi thở dài, cuộc đời ngắn ngủi, còn bao nhiêu chuyện thú vị, tại sao phải bỏ công sức vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa này. Thấy cảnh này, Khí Linh lại một lần nữa nghi ngờ về cuộc đời mình, cô cảm thấy lo lắng cho số phận của mình sau này. Lúc này, Lạc Thiên Phàm thẳng tay giật chiếc vòng cổ, ném xuống đất khiến nó vỡ vụn, lời nói tức giận, "Hứa Trường Túc, giáo dục đệ tử không nghiêm là lỗi của sư phụ, đồ đệ này ông nên quản giáo lại." Hứa Trường Túc còn đang bị hành động của Giang Xuyên dọa cho khiếp sợ, ông ta vội vã cầu xin, "Lạc công tử xin ngài bớt giận, ta nhất định sẽ nghiêm trị đồ đệ bất tuân này, cho ngài một sự công bằng." Nghe vậy Lạc Thiên Phàm ra vẻ điềm tĩnh bước đi, "Thật đúng là làm mất cả hứng thú của ta, Trường Ngọc tiên tử mới là chủ nhân của buổi tiệc này, sau này bồi thường ra sao tùy nàng quyết định." Sau khi Lạc Thiên Phàm rời đi, Trường Ngọc tiên tử giận dữ nói với Hứa Trường Túc, "Ngươi có biết ta đã chuẩn bị bao lâu chỉ để mời được Lạc công tử tới dự tiệc không?" Hứa Trường Túc vội vã xin lỗi, nói mình sẽ bồi thường theo ý mà cô muốn. Nhưng Trường Ngọc tiên tử không đồng ý, cô hét lên, "Mau cút đi, đừng để ta nhìn thấy các người nữa." Hai người nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Ở phía ngoài, Hứa Trường Túc nhìn đồ đệ của mình, thở dài nói, "Ngươi từ nhỏ đã bái ta làm sư phụ, con đường tu hành quá thuận lợi, lần này chịu thiệt coi như là một bài học." Nhưng Giang Xuyên nào chịu nghe lời, giận dữ nói, "Con thấy sư phụ chỉ là kẻ hèn nhát." Lạc Thiên Phàm ngoài việc có gia thế tốt thì hắn chỉ là một kẻ vô dụng, sư phụ lại nịnh bợ kẻ vô dụng đó, sư phụ còn thua một kẻ vô dụng. Chưa kịp dứt lời, Giang Xuyên đã ăn ngay một cú đấm mạnh vào mặt, "Ta nghĩ ngươi chỉ là nhất thời nóng này, nhưng bây giờ ta phát hiện ra ngươi thật sự là kẻ không có đầu óc. Ngươi có từng nghĩ, nếu hôm nay ngươi thực sự giết chết Lạc Thiên Phàm, tông môn sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không?" Nhưng một thiếu niên tràn đầy máu nóng như Giang Xuyên nào hiểu được điều đó, hắn tức giận chạy đi và cho rằng mình đang bị ức hiếp. Sau khi chạy đi một đoạn xa, Giang Xuyên mới dừng lại, đấm vào bức tường trút hết nỗi oán giận trong lòng. Giang Xuyên không hiểu tại sao mình đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không thể đấu lại những kẻ dựa vào quan hệ như Lạc Thiên Phàm, ý nghĩ giết chết Lạc Thiên Phàm lại trỗi dậy trong đầu hắn. Ngay lúc này, sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói, "Ngươi có muốn giết Lạc Thiên Phàm không?" Nghe thấy vậy, Giang Xuyên lập tức quay đầu hỏi, "Các ngươi là ai?" Phía sau Giang Xuyên xuất hiện ba tên áo đen, "Chúng ta là ai không quan trọng là ngươi có muốn tự tay giết chết Lạc Thiên Phàm hay không?" Giang Xuyên bị sự tức giận làm cho mờ mắt, hắn không quan tâm những kẻ này là ai, hắn ta khẳng định mình rất muốn giết Thiên Phàm, không giết Thiên Phàm, tôi không phải là Giang Xuyên. Cùng lúc đó, trong phủ Lạc, Lạc Thiên Phàm đang hưởng thụ đãi ngộ như hoàng đế, anh tự nhủ đây mới là cuộc sống đáng sống. Còn Khí Linh thì vẫn cố gắng thuyết phục, bảo anh ta đừng sống một cuộc đời nhàm chán như vậy, "Ngươi là người xuyên không, lẽ nào không có ước mơ gì sao? Ngươi không cảm thấy hổ thẹn vì đã lãng phí cơ hội ngàn năm có một này ư?" Nhưng bất kể Khí Linh nói gì, Lạc Thiên Phàm vẫn không mảy may động lòng, mãi đến khi Khí Linh nhắc tới pháp khí hộ thân, "Chỉ bảo vệ anh một thời gian nhất định, chỉ có tu vi của chính mình mới là thứ mà anh có thể dựa vào mãi mãi", thì Lạc Thiên Phàm mới nghiêm túc đứng dậy. Trong sự bất ngờ của mọi người, Lạc Thiên Phàm chạy nhanh về chỗ ở của mình, Khí Linh đi theo và cho rằng Thiên Phàm đã quyết định tu luyện và cuộc sống của nó bắt đầu thay đổi. Nhưng không phải như vậy, Thiên Phàm chạy về phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó, cuối cùng khi mở một ngăn kéo nhỏ, thứ đập vào mắt Khí Linh khiến nó sững sờ, trong đó là vô số sợi dây chuyền như cái vừa rồi hắn đã sử dụng. "Sợi dây chuyền lần trước dùng xong mà ta chưa đeo cái mới đây", hắn vừa nói vừa đi massage. Những lời nói nhảm này như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của Khí Linh, khiến cô ta tức đến run rẩy, "Đáng ghét thật, đây là ngươi ép ta. Ban đầu ta chỉ muốn sống chung với ngươi như một hệ thống bình thường, kết quả lại chỉ nhận được sự xa lánh, giờ thì ta không diễn nữa. Nhìn đây, đây là quả tụ nguyên, ăn vào có thể luyện hóa khí nguyên tinh khiết, người khác tu luyện hàng trăm ngày, còn ngươi chỉ cần cố gắng một chút thì sẽ có phần thưởng này." Nhưng Lạc Thiên Phàm chẳng hứng thú chút nào và tiếp tục rời đi, cô ta lại tiếp tục lấy ra những bảo vật như san hô huyết ngọc, quả hoa âm và hoa bồ đề. Cuối cùng cô còn lấy ra báu vật tốt nhất của cô, đây là cây hỏa hoa cửu chuyển, mỗi trăm năm mới mọc ra một cành, lá của nó có thể nuôi dưỡng thần hồn. Thiên Phàm xem xong chỉ nói bốn chữ bình thường thôi. Đúng lúc đó, nhị gia của Thiên Phàm, Lạc Đinh Hỏa phấn khởi bước vào, ông ta đến đây cảm ơn Lạc Thiên Phàm, nhờ có góp ý tình cảm của anh lần trước, gần đây Ly Hỏa càng thân thiết với ta. Ánh mắt của ông ta chú ý đến vật ở trên bàn, ông nhìn một cái liền nhận ra đó là cây hỏa hoa cửu chuyển, nhưng hành động tiếp theo của ông làm khí linh hoàn toàn sụp đổ. Chỉ thấy ông ta thản nhiên gạt cây hỏa hoa cửu chuyển sang một bên và nói, để thứ này ở đây thật là choán chỗ. Ta có viên nguyên thần đan được làm từ cây hỏa hoa thập chuyển, hiệu quả tốt hơn mà lại không tốn sức, quan trọng hơn là còn có vị gà nữa. Chỗ này khoảng 200-300 viên, đủ để ngươi dùng trong vài năm. Lạc Thiên Phàm vui vẻ nhận lấy, cảm ơn nhị gia gia. Nhìn thấy thực lực của Thiên Phàm mạnh mẽ đến vậy, khí linh lập tức cảm thấy lần này đã gặp phải một đối thủ khó nhằn. Tuy bị Lạc Thiên Phàm bỏ mặt nhưng khí linh vẫn không từ bỏ, cô cho rằng đây là uy hiếp lớn nhất trong sự nghiệp của một hệ thống như cô ta. Cô lập tức lôi ra một đống binh khí để mê hoặc Thiên Phàm, chỉ cần anh chịu cạnh tranh một chút thì tất cả đều sẽ là của anh. Nhưng cô lại thất vọng khi người của Thiên Lam Tông xuất hiện, hắn đem theo nhiều binh khí và pháp khí thượng phẩm đến tặng cho Thiên Phàm để chuộc lỗi, số lượng nhiều như một ngọn núi nhỏ. Nhưng trong mắt Thiên Phàm những thứ này chẳng đáng là gì, anh đem tất cả tặng cho Liễu Như Yên làm cô ta vô cùng vui mừng. Nhưng những hành động này đã khiến khí linh tức đến phát điên, cuối cùng thậm chí còn phá vỡ dự tính của cô. Không từ bỏ, cô lấy ra công pháp cực phẩm, thứ này có thể giúp Thiên Phàm dễ dàng trở thành tiên, nhưng Thiên Phàm không hề để ý. Lạc Thiên Phàm chỉ về một căn nhà, sau đó nói với Liễu Như Yên, ngươi chưa có công pháp tu luyện tốt sao? Yên tâm, trong tàng kinh lâu của Lạc gia ta có hơn 3000 tiên pháp, cứ vào đó tùy tiện chọn vài cuốn mà tu luyện đi. Nhớ kỹ, ngươi là thuộc hạ của ta, không thể để mất mặt như thế được. Liễu Như Yên cảm động muốn khóc, đa tạ Lạc công tử. Khí linh nhìn cảnh tượng trước mặt tức đến nỗi xé nát cả cuốn công pháp cực phẩm, cô nghĩ tên này thật sự quá khó dụ dỗ. Một khoảng thời gian sau, Thiên Phàm nhàn hạ câu cá mà không có sự làm phiền của hệ thống, khi này hệ thống vì bị anh chọc tức nên đã gặp trục trặc kỹ thuật, nhưng Thiên Phàm cũng không quan tâm về điều này cho lắm. Tuy nhiên, khi Thiên Phàm đang thong thả câu cá thì Lạc Vạn Phu, người được mệnh danh là nhân đồ binh thánh, ông ta đến nhắc nhở về việc phụ thân của Thiên Phàm sắp xuất quan rồi. Nếu cha anh thấy rằng mấy năm nay anh không tiến bộ chút nào, không sợ bị ông ấy trách phạt sao? Thiên Phàm chẳng chút bận tâm, anh nói mình thật sự không có hứng thú để tu luyện, nếu ông ấy trách ta, ta sẽ đi tìm mẫu thân mách lẻo, để bà ấy mắng ông ấy một trận. Nghe vậy Lạc Vạn Phu cười to, có thể nói ra việc mách lẻo một cách hùng hồn như vậy, cũng coi như ngươi có tài đấy. Trong lúc họ trò chuyện, từ phía sau một mật thám mang đến một bức mật thư, Thiên Phàm thấy vậy liền hỏi có chuyện gì xảy ra sao? Lạc Vạn Phu cười nhạt, không có gì, chỉ là thấy phụ thân ngươi sắp đột phá, có vài kẻ ngồi không yên thôi, một lũ hề nhảy nhót mà thôi. Sau đó, Thiên Phàm đang thảnh thơi đọc sách, anh phát hiện sau khi cha anh đột phá cảnh giới thì sẽ trở thành một chân tiên, và như vậy gia thế của anh sẽ càng trở nên hùng mạnh. Ở thế giới này hệ thống tu luyện được phân chia thành những cấp bậc phức tạp, nhưng có thể hiểu một cách cơ bản, phá phàm cửu cảnh gồm trúc cơ, ngưng thần, tọa chiếu, thông u, mệnh cung, niết bàn, dương thần, thánh nhân thánh vương, nó giống như việc hoàn thành nghĩa vụ 9 năm học bắt buộc. Ba cảnh cao trung chuẩn đế, đế cảnh, đế tôn, tương đương với việc bước vào cấp 3, còn đại huyền tứ cảnh, hư tiên, chân tiên, thiên tiên, tiên nhân, giống như việc vào đại học. Đúng lúc đó, trước mắt bỗng xuất hiện một thông báo, hệ thống tự động thăng cấp thành công, bạn đã được trói buộc với hệ thống buông xuôi. Khí linh lại xuất hiện, cô vui vẻ chúc mừng ký chủ đã ràng buộc với hệ thống buông xuôi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ buông xuôi, ngài sẽ nhận được phần thưởng siêu cấp. Dù không có chút tu vi và cả ngày chỉ nhởn nhơ, nhưng chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể dễ dàng tạo ra cộng hưởng với đại đạo. Đến cả hệ thống tranh đấu của khí linh cũng bị ép phải đổi thành hệ thống buông xuôi. Dù khí linh đã rất nỗ lực nhưng trong mắt Thiên Phàm, nếu bỏ mặc mà có mục tiêu, chẳng phải cũng là một dạng tranh đấu sao? Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu được chân lý của việc bỏ mặc. Nghe những lời này, khí linh bắt đầu ăn vạ, xoay vòng quanh mà không thể phản bác lại lý luận của Thiên Phàm, thậm chí còn thấy có vẻ hợp lý. Ngay lúc đó, theo tiếng gọi vọng đến, một công tử tao nhã bước vào, người này là Hoàng Ngọc, em họ của Thiên Phàm. Thiên Phàm thấy vậy liền hỏi, Hoàng Ngọc, chẳng phải ngươi bị phụ thân cấm cửa rồi sao? Sao lại đến đây? Hoàng Ngọc cười, tìm ngươi tất nhiên là có chuyện tốt rồi, hôm nay ở Lung Linh Phường có Lý Mị, mau thu xếp rồi đi với ta. Nghe vậy Thiên Phàm trêu chọc, chẳng lẽ ngươi không sợ bị cha ngươi đánh sao? Hoàng Ngọc tự tin đáp, ngươi sao hiểu được lòng của kẻ lãng tử chứ? Vừa nói Hoàng Ngọc vừa đưa cái lưng đầy vết thương về phía Thiên Phàm. Lạc huynh yên tâm, cha ta đã dạy dỗ ta rồi, mau lên, theo ta đi xem điệu múa thanh tao kia. Thiên Phàm cũng bất lực, khi Hoàng Ngọc vì nôn nóng ngay cả việc băng bó vết thương cũng không làm, thấy Hoàng Ngọc nài nỉ, cuối cùng Thiên Phàm cũng đồng ý, dù sao, hắn là bạn thân từ nhỏ của mình. Khí linh thấy Thiên Phàm đồng ý, khuôn mặt ban đầu vô cảm của cô liền nở một nụ cười gian xảo, không luyện công mà đi chơi kỹ viện, chúc mừng ký chủ đạt thành tựu buông xuôi, nhận được linh lực tẩm bổ, cảnh giới thăng tiến nhanh chóng. Lời vừa dứt, xung quanh Thiên Phàm lập tức bùng lên một luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Trong chốc lát, một cột ánh sáng vàng xuyên thẳng lên trời, hiện tượng kỳ lạ này khiến Giang Xuyên đứng không xa, liên tục kinh ngạc, trời ơi, đây là sự cộng hưởng với đại đạo. Ở bên cạnh một người áo đen thần bí hoảng sợ, chẳng lẽ Lạc Vô Cực sắp xuất quan nên xuất hiện độ kiếp sao? thật là trời không thương ta, lại để cho tên cuồng đồ này tu vi tăng tiến nhanh như vậy. Lão già đứng sau hắn lại tỏ ra bình tĩnh, mọi người đừng hoảng, hiện tại mới chỉ là cộng hưởng với đại đạo, vẫn chưa hình thành vân kiếp, tuy nhiên kế hoạch của chúng ta phải tiến hành sớm hơn. Theo dõi sát sao hành tung của Lạc Thiên Phàm, chỉ cần hắn vừa rời khỏi phủ, chúng ta sẽ tìm cơ hội ra tay. Thời gian chúng ta không còn nhiều, phải giết hắn trước khi Lạc Vô Cực độ kiếp, làm rối loạn tâm cảnh của hắn, mới có thể lợi dụng thiên kiếp để trọng thương hắn. Gia tộc họ Lạc đã gây họa một phương, lần này có thể diệt được nghịch tử này hay không, tất cả phụ thuộc vào các ngươi. Ở Lạc phủ, khi cảm giác vừa rồi dần biến mất, Thiên Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hoàng Ngọc lại không bình tĩnh như vậy, trời ạ, anh đúng là quá lợi hại, bình thường không thấy anh luyện tập gì, hóa ra là anh âm thầm tu luyện sao? Nghe vậy Thiên Phàm vội vàng giải thích, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không phải loại người chăm chỉ đó, Lạc ca, yên tâm, ngươi là giả heo ăn thịt hổ đúng không? Ta hiểu mà, ngươi hiểu cái gì chứ, đã bảo là không phải rồi mà. Sau đó, hắn nhận ra rõ ràng đây là trò của hệ thống, đúng như hắn dự đoán, hệ thống xuất hiện với nụ cười. Cảm giác được cảnh giới đột phá sảng khoái như vậy, bây giờ ngươi có thay đổi suy nghĩ về việc tu luyện chưa? Thiên Phàm nhìn bộ dạng đắc ý của khí linh, trong lòng âm thầm oán trách, hệ thống thời nay thật khiến người ta chán nản, dụ dỗ không được, bây giờ lại giở trò ép mua ép bán. Khung cảnh chuyển đến Lung Linh Phường, nơi này đã chật cứng người, không khí vô cùng náo nhiệt, cảnh tượng mà bất cứ ai cũng muốn xuyên không đến. Trong một căn phòng riêng, Lý Mị đang trang điểm kỹ lưỡng, người hầu bên cạnh thì thúc giục, nhanh lên, khách đang sốt ruột rồi. Đúng lúc ấy, vô số bàn tay màu đen xuất hiện sau lưng Lý Mị và người hầu, nhanh chóng trói chặt hai người, không thể phát ra âm thanh, cả hai người đều bị kéo lên không trung. Người ra tay là một người bận đồ đen. Nhìn người đàn ông, ánh mắt cô gái hiện lên sự hoảng sợ, có vẻ như cô gái biết người đàn ông này. Cô nhìn người đàn ông với ánh mắt cầu xin, nhưng người đàn ông vẫn lạnh lùng hành động. Ông ta lấy ra một cái lọ và nói, thời gian có vẻ hơi gấp, xem ra chỉ có thể để Mị Ma ra tay. Hắn mở nắp bình, lập tức một luồng khí đen cuồn cuộn tràn ra, nhanh chóng tạo thành một sinh vật hình người. Người đàn ông ra lệnh, hãy chiếm lấy thân xác của người phụ nữ này để tiếp cận mục tiêu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Dù Mị Ma vô cùng miễn cưỡng, nhưng dưới sự áp chế của bí thuật linh hồn, cô ta chỉ có thể phục tùng, nhanh chóng chiếm đoạt thân xác của Lý Mị. Lý Mị toàn thân run rẩy muốn phản kháng nhưng bất lực, sau một lúc thì Mị Ma đã hoàn toàn chiếm giữ thân xác của cô gái. Người đàn ông hài lòng, yêu cầu cô nhanh chóng sửa soạn lại y phục và bắt đầu hành động, mục tiêu sẽ đến ngay lập tức. Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi tiệc bắt đầu. Thiên Phàm đã ngồi ở dưới, anh đang thẫn thờ suy nghĩ thì Lý Mị đã lại gần và hỏi, công tử, sao trong ngài có vẻ không vui, chẳng lẽ không hài lòng với nô ra sao? Thiên Phàm đáp rằng có một con ruồi phiền phức cứ quấy rầy. Nghe thấy vậy khí linh tức giận mắng Thiên Phàm. Thiên Phàm cảm thấy cái hệ thống phiền phức này sớm muộn gì cũng gây rắc rối cho ta, tại sao nó cứ cố chấp muốn ta tu tiên như vậy chứ? Lúc này Lý Mị chú ý đến mặt dây chuyền long tổ trên cổ Lạc Thiên Phàm, nhiệm vụ của cô chính là vô hiệu hóa sợi dây chuyền này. Lúc này, một hạ nhân đi tới quỳ xuống hành lễ, thiếu chủ, có một vị kiếm tu từ Thương Lam Kiếm Tông đến xin gặp và gửi quà tạ lỗi. Thiên Phàm không hề đề phòng ra lệnh cho người đó vào. Người đến chính là Giang Xuyên. Thiên Phàm có chút bất ngờ khi Thương Lam Kiếm Tông lại một lần nữa đem quà đến, anh khen ngợi Thương Lam Kiếm Tông thật giàu có. Giang Xuyên kính cẩn xin lỗi, vì đầu óc mê muội mà mấy ngày trước đã làm cho Lạc công tử khó chịu, khiến cho công tử tổn thất một món pháp khí hộ thân, hôm nay xin đến để dân tặng bảo vật. Sau đó hắn bưng một hộp bảo vật đến trước mặt Thiên Phàm và mở ra. Lạc Thiên Phàm chăm chú nhìn, tò mò muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Lý Mị nhân lúc hắn không chú ý đã động tay với mặt dây chuyền long tổ trên cổ Thiên Phàm, nàng vẫy ngón tay, những tia khí tím liền bám lên dây chuyền, khiến nó mất tác dụng. Nào ngờ, tất cả đều bị hệ thống nhìn thấy, nhưng nó không nhắc nhở Thiên Phàm. Theo kinh nghiệm từ sổ tay hệ thống truyền lại, hệ thống cần để chủ nhân gặp nguy hiểm sinh tử nhất định, như vậy mới làm cho hắn phụ thuộc vào hệ thống. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của khí linh, Thiên Phàm cảm thấy bất an, không biết cô ta đang có âm mưu gì. Nhưng khi này Thiên Phàm lại nhận được thông báo từ hệ thống, ký chủ đắm chìm trong suy nghĩ, bỏ mặt mọi thứ một lần sẽ nhận một phần thưởng lớn. Thiên Phàm liếc nhìn khí linh, ngươi đừng có mà ở đây gây phiền phức cho ta. Khí linh lại tỏ ra mình là một kẻ vô tội. Tận dụng cơ hội này, Giang Xuyên liền vung tay, lớn tiếng niệm chú, sử dụng kỹ năng phong dẫn diệp cô, trong chớp mắt, vô số con bướm đen lao về phía Thiên Phàm. Hoàng Ngọc hoảng sợ, ôm mỹ nhân vào lòng, nhưng Thiên Phàm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khi này vệ sĩ của anh đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thiên Phàm. Dù vệ sĩ kịp thời ngăn chặn đòn tấn công, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vô số người áo đen lập tức nhảy xuống, tạo thành một trận pháp gọi là Tứ Phương Minh Sát, bao lấy và nhốt Thiên Phàm bên trong. Toàn bộ những vệ sĩ của Thiên Phàm đều bị đánh bay ra khỏi trận pháp, tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi và không biết chuyện gì vừa xảy ra. Với tinh thần hy sinh để bảo vệ chủ nhân, những vệ sĩ lập tức lao vào tấn công đám người áo đen để nhanh chóng phá vỡ trận pháp. Ở bên ngoài, trận chiến kinh khủng đang xảy ra, Giang Xuyên thấy thời cơ đã đến, liền rút kiếm và la lớn, trận pháp đã thành. Từ nay trở đi, kẻ nào có tu vi trên trúc cơ cũng không thể tiến vào. Lạc Thiên Phàm, ta muốn xem ngươi lần này làm sao thoát được. Nghe được lời này Thiên Phàm chỉ cảm thấy buồn cười, anh nhắc cho hắn nhớ là ở nơi này vẫn còn một tu sĩ có tu vi trúc cơ. Ngay tức khắc Liễu Như Yên đã xuất hiện, vung kiếm chém về phía Giang Xuyên. Giang Xuyên cảm thấy bất ngờ và hỏi tại sao cô giúp đỡ Thiên Phàm. Liễu Như Yên lạnh lùng nói, ta bây giờ là người của Lạc công tử, sao có thể ngồi yên nhìn ngươi làm hại ngài ấy. Khi hai người đang giao đấu kịch liệt, Khí Linh lại vui mừng nói, có vẻ như thuộc hạ của ngươi không phải là đối thủ của tên kia, thế nào có cảm thấy tuyệt vọng không? Hoàng Ngọc cũng than thở, anh Lạc, ra ngoài tìm chút vui vẻ với huynh mà cũng gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, đúng là rủi ro quá lớn. Thiên Phàm cười mỉa, ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm nhỉ, những con cổ trùng bay vào đây, ngươi liền ôm nữ nhân vào lòng để bảo vệ. Hoàng Ngọc cười đáp, tất nhiên rồi, từ nhỏ cha ta đã dạy, đàn ông muốn lập công, thành danh, phải biết lợi dụng thiên thời, địa lợi và nhân hòa, nhưng nếu không bảo vệ nổi người phụ nữ bên cạnh, thì chính là phế vật. Hệ thống thấy Thiên Phàm không thèm để ý đến mình, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến khi ngươi phát hiện pháp khí hộ thân mất tác dụng, ngươi sẽ phải cầu cứu ta thôi. Hệ thống bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Liễu Như Yên bị đánh bại và Thiên Phàm sợ hãi cầu xin cô. Lúc này, sau vài chiêu, Như Yên có thực lực kém hơn nhanh chóng bại trận, Giang Xuyên nhanh chóng lao về phía Thiên Phàm, hệ thống vui mừng và chờ đợi Thiên Phàm cầu xin mình. Nhưng nào ngờ trên mái nhà bỗng phát ra tiếng động lớn, một người đàn ông to lớn xuất hiện trước mặt Thiên Phàm để bảo vệ anh, người này là một vệ sĩ của Lạc gia tên là Từ Cao. Từ Cao yêu cầu Giang Xuyên đầu hàng, nếu như vậy thì ông ta sẽ tha chết cho hắn. Giang Xuyên cảm thấy sợ hãi khi biết thực lực của mình không thể đánh thắng Từ Cao, hắn ta liền quay người chuẩn bị bỏ chạy, nhưng làm sao hắn có thể thoát khỏi ma trưởng của Từ Cao? Nhanh chóng Giang Xuyên đã bị Từ Cao nắm trong tay. Đối với một kẻ ám sát chủ nhân của ông ta thì chỉ có con đường chết. Giang Xuyên lấy thân phận đệ tử của Thiên Lam Tông để cầu xin. Trong lúc Khí Linh tưởng rằng kế hoạch của mình đã thất bại thì một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Lạc ca cẩn thận. Lúc này Liễu Như Yên đột nhiên rút kiếm đâm về phía Thiên Phàm. Khí Linh nhìn thấy cảnh đó liền vui mừng, cô ta nhanh chóng lấy ra một lá phù để chặn đòn tấn công một cách ấn tượng nhất để thể hiện giá trị của bản thân. Nhưng cô ta chưa ra tay thì đã có một người xuất hiện ngăn chặn đoàn tấn công của Liễu Như Yên và nhanh chóng đánh bay Liễu Như Yên trong sự bất ngờ của mọi người. Cô gái này là quảng gia thân cận của Lạc Thiên Phàm tên Dư Ứng, cô được Thiên Phàm yêu cầu âm thầm đi theo để bảo vệ mình. Kế hoạch hoàn toàn sụp đổ, Khí Linh tức giận mắng, cái gì đây, sao ngươi lại giấu nhiều người ở bên cạnh như vậy, định chơi đánh bài sao? Thật ra Liễu Như Yên là gián điệp, cô có nhiệm vụ ở bên cạnh Lạc Thiên Phàm để ám sát anh. Cô cảm thấy mình đã thành công tiếp cận và nhận được sự tin tưởng từ Lạc Thiên Phàm và cảm thấy đầy kích thích khi nghĩ đến cảm giác bất ngờ của Thiên Phàm khi bị cô phản bội. Thực ra Thiên Phàm đã sớm nhìn ra thân phận của Như Yên, chỉ là không ngờ cô lại không kiên nhẫn đến vậy. Khi kế hoạch thất bại, Liễu Như Yên mới tỉnh ngộ, mọi người gọi ngươi là kẻ vô dụng, nhưng xem ra họ đã hiểu lầm ngươi. Cô ta hỏi tiếp, ta thật tò mò, từ khi nào ngươi bắt đầu nghi ngờ ta? Thiên Phàm cười nhạt, tất cả là do diễn xuất của ngươi quá kém, bất kể ta tặng ngươi kiếm quý hay ban cho ngươi công pháp, ngươi đều nhìn ta bằng cùng một ánh mắt vô cảm, ngươi không có chút hứng thú nào cả. Giờ đây, trước mặt ngươi chỉ còn hai lựa chọn, một là nói ra tất cả những gì ngươi biết ngay bây giờ, hai là để ta tìm vài người để chăm sóc ngươi, rồi ngươi sẽ phải nói ra. Như Yên nghe xong vẫn cứng đầu không chịu khai. Thiên Phàm thấy vậy lại có chút phấn khích, tốt lắm, rất tốt, ta thích cái tính ương ngạnh này của ngươi. Nói xong, Thiên Phàm tiến lại gần Từ Cao, xem ra tứ thúc đang lấy ta làm mồi câu cá rồi. Ta đã nghi ngờ tại sao trước đây ngươi lại gửi mật thư ngay trước mặt cô ta, nói đi, lần này lại là chuyện gì? Từ Cao đáp, trước đây thần vệ đã nhận được tin tức rằng có người không muốn thấy gia chủ đột phá, một nhóm người đã bí mật lẻn vào thành, dự định ám sát thiếu chủ, từ đó khơi dậy tâm ma của gia chủ và ngăn cản quá trình độ kiếp của ngài ấy. Nghe vậy, Khí Linh lại một lần nữa vui mừng vì có mùi vị của sự nguy hiểm, nếu như thế Thiên Phàm sẽ cần nhờ đến sự giúp đỡ của hệ thống. Khí Linh lập tức nói nhỏ vào tai Thiên Phàm, kẻ thù ẩn núp trong bóng tối rất khó đề phòng đấy, ngươi có cảm thấy đau đầu không? Chỉ khi tự mình nắm giữ sức mạnh thì mới là thật, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh đấy. Nhưng Thiên Phàm nghe xong lại chẳng hề bận tâm, anh mỉm cười, xem ra đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu được giá trị của bản thân ta là gì. Lúc này Dư Ứng nhắc nhở, thiếu gia, với tình hình này chúng ta có thể dùng chiến lược thứ 19, thứ 45, 67 hoặc 72 để giải quyết. Thiên Phàm đáp lại, đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp sử dụng chiến lược thứ 3 đi. Nghe vậy, Từ Cao ngạc nhiên hỏi chiến lược là cái quái gì vậy, ngay cả Khí Linh cũng rất tò mò. Thì ra năm Thiên Phàm 13 tuổi, hắn đã thuê 3.000 quân sư và mất một năm để lập ra 167 chiến lược quân sự, nhằm đối phó với những tình huống ám sát hay bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. Nghe xong Từ Cao cười lớn khen ngợi, quả không hổ danh là thiếu gia, thật biết lo xa. Còn Khí Linh thì suy sụp, cô tự hỏi tại sao Thiên Phàm lại khoa trương như thế. Nhưng thực tế Thiên Phàm chỉ muốn bảo vệ cuộc sống hưởng thụ của mình ở thế giới này, và điều đặc biệt là Thiên Phàm lười động não. Anh nghĩ những việc có thể giao cho người khác làm thì tại sao lại để bản thân phải suy nghĩ. Nửa canh giờ sau, một trận pháp lớn xuất hiện trong thành, toàn thành giới nghiêm và những người dân được yêu cầu ở trong nhà. Những kẻ ám sát vô cùng hoảng loạn, một vài kẻ lên tiếng chỉ trích rằng hành động ám sát Thiên Phàm đã quá vội vàng, dẫn đến tình thế hiện tại không thể lùi lại được. Sau một hồi bàn bạc, lão giả dẫn đầu quyết định liều lĩnh, bất chấp tất cả cố gắng giết Thiên Phàm, dù tất cả bọn họ có phải chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ vì gia tộc. Những tên sát thủ lo lắng, bởi vì trong cơ thể Thiên Phàm có cấm chế huyết mạch của Lạc gia, một khi giết chết Thiên Phàm thì trên người họ sẽ có ấn ký đó, con cháu sau này sẽ bị Lạc gia truy sát không ngừng. Ông già cố gắng động viên, ta đương nhiên biết các ngươi còn có vướng bận gia đình, nhưng chúng ta hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ chúng ta không cách nào rời khỏi, sớm muộn cũng bị phát hiện, đến lúc đó kết cục chỉ có chết. Những tên sát thủ im lặng nhìn nhau, xem ra chúng đã hạ quyết tâm giết chết Thiên Phàm bằng mọi giá. Lạc Thiên Phàm lúc này đang đứng trên tòa tháp cao ngắm phong cảnh, anh cảm thấy đã rất lâu rồi không có lên đây ngắm cảnh, nơi này thật xinh đẹp. Ngay lúc này mấy tên sát thủ cũng xuất hiện, Thiên Phàm mỉm cười khi đám người này đã nhanh chóng ra tay như thế. Những tên sát thủ muốn bỏ chạy nhưng đều bị trận pháp ngăn cản, không còn cách nào khác, bọn chúng ồ ạt xông lên, muốn giết chết Thiên Phàm. Nhìn thấy đợt tấn công đang đến gần, Thiên Phàm không hề nao núng mà chỉ nở một nụ cười, một lũ sâu kiến, mới thế đã không chịu ngồi yên được nữa, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy tinh hoa của chiến lược thứ ba. Đầu tiên là đánh động để hù dọa, sau đó buộc đối phương phải liều lĩnh, và cuối cùng là gọi cha, các ngươi sẽ đối phó thế nào đây? Tất cả đám sát thủ tung đoàn tấn công về tòa tháp nơi Thiên Phàm đang đứng, nhưng sau khi vụ nổ xảy ra thì tòa tháp vẫn đứng vững, vì tất cả những đoàn tấn công đều đã bị Lạc Vô Cực dễ dàng chặn lại. Khi thấy đòn tấn công của mình bị Lạc Vô Cực dễ dàng cản phá, những kẻ bí ẩn hoảng loạn hoàn toàn, họ không ngờ rằng Lạc Vô Cực lại xuất quan sớm như vậy, nhưng giờ đây mọi chuyện đã quá muộn. Lạc Vô Cực nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy tức giận, vì bọn chúng muốn làm hại con trai của ông. Vừa nói ông ta vừa giải phóng sức mạnh của bản thân, đám sát thủ lập tức tạo một kết giới để phòng thủ. Nhưng với sức mạnh áp đảo của Lạc Vô Cực, lớp kết giới nhanh chóng bị đánh vỡ, ngoại trừ ông già chỉ huy thì toàn bộ những người khác đều bị thương ngã về phía sau. Ông già cảm thấy sợ hãi, vì Lạc Vô Cực chưa tiến hành độ hiếp nhưng đã vô cùng mạnh mẽ, hai người đều cùng cấp độ chân tiên cảnh, nhưng tại sao Lạc Vô Cực lại mạnh như vậy? Đám sát thủ biết mình không thể chiến thắng thì sợ hãi chạy trốn trong sự bất lực của ông già chỉ huy, nhưng Lạc Vô Cực đâu dễ dàng để bọn chúng rời đi như vậy. Ông ta đưa tay niệm chú, vô số thanh kiếm xuất hiện, sau đó hướng về những tên sát thủ đang bỏ chạy, dù họ có dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể chống lại nổi chỉ một đòn nhẹ của Lạc Vô Cực. Ngay lúc này một tiếng ầm ầm xuất hiện, đó chính là lôi kiếp, một tia sét khổng lồ đánh xuống người của Lạc Vô Cực. Trong sự bất ngờ của đám sát thủ, nhanh chóng bọn chúng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và cho rằng đây là cơ hội tốt để giết chết Lạc Vô Cực. Những tên sống sót liền lao về phía Lạc Vô Cực. Sau khi bị sét đánh trúng, Lạc Vô Cực không hề bị một chút tổn thương, ông ta đưa tay về phía trước, một đoàn tấn công được tung ra đánh bay đám người đang lao đến. Thiên Phàm nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, liền quay sang châm chọc khí linh bên cạnh, "Ngươi xem, so với cái gọi là gói quà lớn của ngươi, thế này mới gọi là sức mạnh." Khí linh hầm hừ vì tức giận, sau đó biến mất, làm cho Thiên Phàm cũng thấy bối rối. Ngay lúc đám sát thủ bị tiêu diệt gần hết, bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, ba người còn lại thấy vậy liền hô to, "Lão tổ đã ra tay cứu chúng ta rồi." Còn Lạc Vô Cực thì cười khinh bỉ, "Chỉ là một tên chân tiên mà cũng dám mơ tưởng cứu người từ tay ta sao?" Nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, bầu trời bỗng dưng nổi sấm chớp, dấu hiệu cho thấy thiên kiếp lại đến. Lạc Vô Cực thấy vậy liền vung kiếm chém tới. "Thiên kiếp vớ vẩn, đừng có đến đây mà gây phiền." Một đường kiếm quang xé rách bầu trời đầy mây đen thành hai nửa, để lại một vết rạch lớn. Cảnh tượng này khiến lão giả run rẩy không ngừng, hắn thậm chí có thể chém rách cả mây trời, đây có còn là hư tiên nữa không? Khi Thiên Phàm thấy rằng mọi rắc rối đã được giải quyết và đang chuẩn bị trở về nằm nghỉ, thì bất ngờ bị một lực lượng vô hình giữ chặt tại chỗ. Thiên Phàm lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng thầm kêu lên, "Thôi rồi, lần này toi thật rồi." Lạc Thiên Phàm bị cuốn lên không trung, Lạc Vô Cực đứng trầm ngâm ở nơi đó. Sau một hồi, Lạc Vô Cực quay đầu lại hỏi Thiên Phàm có cảm giác như thế nào. Lạc Vô Cực muốn để con trai mình cảm nhận sự huyền bí của thiên kiếp trong cảnh giới chân tiên, nhưng trong mắt Thiên Phàm chỉ có bốn từ chói mắt và ồn ào. Lạc Vô Cực thở dài ngao ngán, ông ta thu lấy một lôi cầu từ thiên kiếp, sau đó ném cho Thiên Phàm như một món bảo vật để giữ mạng. Về sau nếu gặp kẻ địch, chỉ cần ném món này về phía chúng là được, thứ này có hiệu quả hơn lôi phù rất nhiều. Nói xong, ông lao vào dòng sấm sét cuồn cuộn của thiên kiếp. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thiên Phàm trở về Lạc phủ, lập tức chạy đến phòng của Lạc Vạn Phu. Vừa bước vào cửa hắn lập tức phàn nàn, "Tứ thúc, ngươi cũng quá đáng lắm rồi, trước đây không nói cho ta biết, còn lấy cháu làm mồi câu cá nữa sao?" Lạc Vạn Phu cười ái ngại, "Thúc không có ý đó mà, Thiên Phàm, ngươi muốn gì thì nhị thúc đều bồi thường cho ngươi." Được thế Thiên Phàm lên tiếng, "Giờ cháu rất bực mình, nhưng nếu thúc tặng cháu cái cần câu của bảo khí trai luyện chế, có lẽ chuyện này sẽ có hướng giải quyết." Đúng lúc đó, Lạc Vô Cực vừa vượt qua thiên kiếp cũng bước vào, ngồi xuống chưa được bao lâu, ông đã phát hiện ra rằng đứa con trai chẳng ra gì của mình lại vừa đột phá lên trúc cơ, chỉ tiếc rằng thời điểm đột phá hơi muộn. Thiên Phàm khổ sở nói chuyện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Uống ngụm trà, Lạc Vô Cực âm trầm nói, "Đáng lẽ bây giờ tu vi của con đã đạt đến ngưng thần hoặc trúc cơ hậu kỳ. Với tu vi này con đủ điều kiện tham gia bí cảnh tiên cổ đạo viên, nhưng đáng tiếc tu vi này quá thấp, và đó cũng không có ít lợi." Nghe đến đó Thiên Phàm vội đáp, "Thật là tiếc quá," nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ tiên cổ đạo viện Nghe thôi đã thấy rắc rối rồi, nhất định ta sẽ không đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đâu. Ai ngờ Lạc Vô Cực đột ngột thay đổi giọng điệu nói đến chuyện khác, ngươi cũng đã đến tuổi thành thân. Lời này làm cho Thiên Phàm còn sợ hãi hơn, nét mặt của Lạc Vô Cực cũng không được vui. Trước đây Kinh Thiên Hoàng Triều luôn muốn kết thân với nhà chúng ta. Sau khi suy nghĩ, ta thấy ngươi rất thích hợp, nhân tiện, chuyện này cũng sẽ giúp ngươi thu xếp lại tâm trí. Một thời gian nữa họ sẽ đến để bàn chuyện hôn sự giữa hai người. Lạc Vạn Phu tò mò, Kinh Thiên Hoàng Triều chẳng lẽ là vì nữ đế đó? Đúng vậy, Thiên Phàm con đã nghe nói qua nàng ta chưa? Lạc Thiên Phàm gật đầu có nghe qua. Những lời này làm Thiên Phàm vô cùng chán nản. Trước đây hắn từng nghe rằng nữ đế của Kinh Thiên Hoàng Triều, Lâm Uyển Nam, sau khi đăng cơ chưa được bao lâu đã thực hiện nhiều cải cách lớn trong triều. Nếu làm phu quân của nàng, chẳng phải cuộc sống yên bình của hắn sẽ hoàn toàn bị phá hủy hay sao? Nghĩ đến đây Thiên Phàm định thử phản đối, anh đề nghị nên thảo luận lại chuyện này, nhưng thái độ của Lạc Vô Cực lại vô cùng cứng rắn. Lạc Vô Cực nói chuyện này không cần phải bàn thêm, ngoài ra, con cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tìm mẹ con. Bà ấy luôn mong con sớm ngày thành thân, cô gái kia sau khi bà ấy tìm hiểu cũng cảm thấy rất hài lòng. Lạc Vạn Phu nói chuyện với gia chủ về việc đột phá thành chân tiên và hỏi khi nào sẽ thông báo cho thiên hạ. Lạc Vô Cực đáp chuyện này để ngươi lo liệu đi, ta vừa đột phá xong, cần bế quan một thời gian để ổn định cảnh giới. Lạc Thiên Phàm thầm nghĩ, không ngờ xuyên không rồi mà vẫn không thoát được số phận bị ép cưới. Không được, ta không thể bỏ cuộc như vậy, vì cuộc sống yên bình của ta, nhưng để có thể tiếp tục chơi lười, trong đầu Thiên Phàm đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Phụ thân, lần này những kẻ đó mặc dù là nhằm vào việc phá hoại thiên kiếp của người, nhưng lại dám ám sát con muốn đích thân đi trả thù. Lạc Vô Cực bất ngờ về hành động này, vì đó giờ Thiên Phàm luôn ghét tham gia vào những chuyện rắc rối này. Nhưng Thiên Phàm kiên quyết nói, anh cho rằng sau vụ ám sát này anh nhận ra một chuyện, loại chuyện báo thù này an nên tự làm. Lạc Vô Cực vốn không muốn đồng ý, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của Thiên Phàm, cuối cùng đành phải miễn cưỡng cho anh đi xử lý. Thiên Phàm cảm ơn và nhanh chóng rời đi. Sau đó Lạc Vô Cực và Lạc Vạn Phu nói chuyện kinh hoàng thiên triều này cũng có chút liên quan đến ngươi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hiện tại ta rảnh rỗi suốt ngày, cũng có chút hứng thú hành động, nhưng chuyện của Thiên Phàm e rằng nó sẽ không chịu đâu. Lạc Vô Cực thở dài, hôm nay khi ta độ kiếp, ta phát hiện uy thế của thiên kiếp so với trước đây càng ngày càng yếu đi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy cảnh đế tôn hư tiên xuất hiện khắp nơi. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất, giờ đây chữ nhất này đã trở nên rộng mở hơn. Đối với người trong thiên hạ mà nói, có lẽ đây là dấu hiệu cho một thời đại thịnh vượng của tiên đạo sắp đến, thịnh thế và loạn thế chỉ khác nhau có một chữ thôi. Đến đêm, Thiên Phàm liền bàn bạc với Dư Ứng về nghi thức xuất hành, thực chất, hắn chỉ muốn mượn cớ trả thù để ra ngoài tránh mặt một thời gian. Nhưng mới đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, rồi lấy ra chiếc dây chuyền trên cổ, quan sát kỹ lưỡng một hồi, Thiên Phàm khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong mấy ngày tiếp theo Khí Linh liên tục xem lại những tư liệu của Lạc Thiên Phàm, từ khi xuyên không đến nơi này cô luôn theo dõi anh. Có một lần cô vô cùng vui mừng khi Thiên Phàm đã bắt đầu tu luyện và anh đã thành công tạo ra được một quả cầu lửa. Trong lúc Khí Linh tin rằng mình sắp được kích hoạt vì Thiên Phàm đã có ý định tranh đấu, thì anh chỉ dùng ngọn lửa đó để nướng cá. Đó là lần đầu tiên mà hệ thống cảm thấy bị sụp đổ lần đầu tiên, cô không ngờ đến hôm nay, sau khi thay đổi mục đích của hệ thống, cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của Thiên Phàm. Mấy ngày nay Thiên Phàm cũng không được rảnh rỗi, anh được cha mình sắp xếp cho một lớp học bổ túc kiến thức, dù lão sư giảng giải nhiệt tình về tầm quan trọng của thể chất trong việc tu luyện. Lạc Thiên Phàm chỉ ngồi ngậm bút, đầu óc trôi dạt nơi xa xăm, ta đã biết sau khi đột phá đến trúc cơ sẽ rất phiền phức. Lão sư vuốt râu nói, thiếu chủ tuy chỉ có tư chất loại B, nhưng với nền tảng gia tộc, ngài không cần lo lắng, điều quan trọng nhất bây giờ là củng cố tu vi, được, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Lạc Thiên Phàm đáp hờ hững, rồi thầm nghĩ, cứ dưỡng sinh cả đời đi, kinh mạch đáng yêu như thế, nhất định phải trân trọng thật tốt. Đang mơ màng bảng hệ thống đột nhiên xuất hiện khiến hắn tức giận đến hộc máu, hoàn thành một buổi học, nhận được 137 điểm lệ nguyên khí. Lão sư thấy vậy lo lắng hỏi, thiếu chủ, ngài sao vậy? Lạc Thiên Phàm vội lau vết máu, không sao, chỉ là kinh mạch đột nhiên bị đầy. Thiên Phàm thầm nghĩ, mình đã quá chủ quan rồi, tưởng rằng hệ thống đã yên tĩnh, không ngờ nó lại bất ngờ tấn công. Sau khi lão sư bắt mạch ông thở phào nhẹ nhõm, may quá, chỉ là khí thức bất ổn, hôm nay cơ thể thiếu chủ không khỏe, việc học tạm dừng tại đây. Về đến phòng Thiên Phàm tức giận hỏi hệ thống muốn làm gì, Khí Linh đắc ý nói sau nhiều lần giao nhiệm vụ thất bại, nó đã nhận ra một chuyện rất quan trọng. Vì vậy nó đã quyết định dựa vào những việc làm hàng ngày mà tạo ra một bộ nhiệm vụ dành riêng cho Thiên Phàm, và từ nay về sau anh cũng không cần phải lo lắng về nhiệm vụ nữa. Nghe điều này, Thiên Phàm khen ngợi hệ thống có khả năng giác ngộ rất tốt, nhưng trong lòng anh đầy bất an. Trong những ngày tiếp theo, cho dù Thiên Phàm làm bất cứ điều gì thì hệ thống cũng xác nhận anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ trong mấy ngày anh đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, điều này làm Thiên Phàm lo lắng và tức giận. Nhưng Thiên Phàm đâu phải là người đơn giản, anh ra lệnh cho Dư Ứng thu thập nhiều loại đan dược cho mình. Nhìn những thứ này Khí Linh tò mò đó là thứ gì. Những loại đan dược này sau khi uống vào sẽ giúp cho Thiên Phàm tăng cường thể chất, nhưng lại làm cho tu vi giảm xuống, và đây chính là điều Thiên Phàm muốn. Hệ thống cảm thấy bất lực trước hành động này, Thiên Phàm điên cuồng đến mức ăn đan dược thay cho cơm tối. nhưng khi sự việc này đến tai Lạc Vô Cực thì đã trở thành Thiên Phàm vì muốn nhanh chóng đạt đến trúc cơ hậu kỳ mà đã điên cuồng tu luyện đến nổi học máu. Điều này làm cho Lạc Vô Cực rất vui mừng. Ông ta quyết định sẽ ban thưởng cho Thiên Phàm một viên Bảo Hoàng Cửu Phá Cảnh Đan, ông ta muốn giúp con trai mình đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Ở nơi ở của Thiên Phàm, sau khi cố gắng ăn hết đan dược thì thể chất của anh ta đạt đến giai đoạn giáp thượng 99%, còn cảnh giới đã tụt xuống trúc cơ trung kỳ. Thiên Phàm vô cùng đắc ý với phương pháp này, và hiện tại việc anh đột phá lên trúc cơ hậu kỳ là khó hơn lên trời. Thiên Phàm nhìn về khí linh đang than khóc, anh đắc ý nói: "Nhóc con, muốn đấu với ta, ngươi không có khả năng." Ngay lúc này Lạc Vô Cực mở cửa bước vào làm cho Thiên Phàm cảm thấy bất ngờ. Lạc Vô Cực vui vẻ nói: "Nhìn con đi, chỉ mấy ngày mà sắc mặt đã tệ như vậy, trách ta đã đặt quá nhiều áp lực cho con. Ta nghe nói con đang muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, ta đem đến cho con một viên đan dược, viên đan này có thể giúp đột phá mà không gặp trở ngại. Trước đây ta không muốn con dùng đan dược để đột phá là vì lo lắng tâm cảnh của con không ổn định, nhưng hôm nay không giống như xưa, con đã chứng minh lòng cầu đạo của mình. Đây là thời điểm thích hợp, con mau uống nó đi." Trong khi Thiên Phàm đang hoang mang thì khí linh lại vô cùng vui mừng, kết quả là chỉ qua một đêm, Thiên Phàm đã vô tình lên đến tọa chiêu cảnh. Sáng hôm sau, hộ vệ nhà họ Lạc liền xông vào Lung Linh Phường và thành công trục thân cho Lý Mị, điều này làm cô vô cùng bất ngờ. Hộ vệ còn nói: "Lý Mị nương tử, chuyến này gấp gáp, thiếu gia nhà chúng tôi sợ nương tử về Lạc phủ sẽ cảm thấy cô đơn, nên đã lệnh cho chúng tôi trục luôn người hầu cận của nương tử để theo hầu." Mọi người đều bàn luận: ai mà bá đạo như vậy, sáng sớm đã tới kỹ viện bắt người, còn ai nữa, trong thành này chỉ có thể là đệ nhất thiếu gia của Lạc phủ, trường sinh Lạc Thiên Phàm. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.